Thưa quý vị và các bạn, sau hơn 4 năm sưu tầm tư liệu, bổ sung, chỉnh sửa và nghiên cứu, biên soạn bộ sách lịch sử Đảng bộ tỉnh Ninh Bình 1930-2020 đã hoàn thành. Sáng nay, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã tổ chức lễ ra mắt và phát hành bộ sách. Đồng chí Đoàn Minh Huấn, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Ban chỉ đạo tái bản và nghiên cứu, biên soạn xuất bản lịch sử Đảng bộ tỉnh. Đồng chí Đinh Văn Hùng, nguyên Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, nguyên Bí thư Tỉnh ủy, nguyên Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh. Đồng chí Mai Văn Tuất, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, Phó Trưởng ban chỉ đạo, Chủ tịch Hội đồng biên soạn. Đồng chí Phạm Quang Ngọc, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, Phó Trưởng ban chỉ đạo. Đồng chí Nguyễn Thanh Túc, nguyên Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, nguyên Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh đã tới dự. Cùng dự có lãnh đạo Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia Sự thật, các đồng chí ủy viên, nguyên ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, các đồng chí ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, thành viên Ban chỉ đạo, Hội đồng biên soạn, bí thư các huyện, thành ủy, đảng ủy trực thuộc, lãnh đạo các sở, ban ngành, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị xã hội cấp tỉnh, ban tuyên giáo, trung tâm chính trị các huyện, thành phố. Báo cáo kết quả tái bản và nghiên cứu biên soạn xuất bản lịch sử Đảng bộ tỉnh Ninh Bình 1930-2020, đồng chí Trưởng ban tuyên giáo Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Hội đồng biên soạn Bùi Mai Hoa cho biết, nhận thức rõ ý nghĩa tầm quan trọng và sự cần thiết của việc sưu tầm nghiên cứu biên soạn lịch sử Đảng bộ địa phương nhằm lưu lại những giá trị lịch sử truyền thống cách mạng vẻ vang của Đảng bộ và nhân dân tỉnh Ninh Bình. Thực hiện chỉ thị số 20 ngày 18 tháng 1 năm 2018 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tiếp tục tăng cường, nâng cao chất lượng nghiên cứu, biên soạn, tuyên truyền giáo dục lịch sử Đảng, Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành kế hoạch tổ chức tái bản 2 tập sách lịch sử Đảng bộ tỉnh Ninh Bình tập 1 1930-1975, tập 2 1975-2000 và nghiên cứu biên soạn xuất bản cuốn sách lịch sử Đảng bộ tỉnh Ninh Bình tập 3 2001-2020. Dưới sự chỉ đạo sát sao của Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban chỉ đạo, các thành viên Hội đồng biên soạn, tổ giúp việc đã làm việc nghiêm túc, trách nhiệm, dày công sưu tầm, khai thác tư liệu, tài liệu, tra cứu, đối chiếu, xác minh, bổ sung thêm các thông tin dữ liệu lịch sử từ các ấn phẩm viết về tỉnh đã được xuất bản, qua đó bổ sung thêm nhiều tư liệu, tài liệu quý về lịch sử Đảng bộ tỉnh. Đặc biệt đối với cuốn tập 3, sau 5 lần xin ý kiến góp ý, 3 lần tổ chức hội thảo đã nhận được sự tham gia đóng góp ý kiến quý báu tâm huyết của các đồng chí, nguyên lãnh đạo tỉnh, của các cơ quan, đơn vị, sự hướng dẫn chuyên môn của Viện Lịch sử Đảng, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh và Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia Sự thật. Trên cơ sở đó, Hội đồng biên soạn đã nghiêm túc tiếp thu, nghiên cứu, chỉnh sửa, hoàn thiện bản thảo, đảm bảo đúng yêu cầu một cuốn lịch sử Đảng bộ địa phương, qua đó góp phần làm sáng tỏ nhiều sự kiện quan trọng có tính đột phá, mạnh dạn đổi mới tư duy trong quá trình lãnh đạo chỉ đạo của Đảng bộ tỉnh, cũng như những thành tựu Đảng bộ và nhân dân trong tỉnh đã đạt được. Với 3 tập dày dặn, bộ sách lịch sử Đảng bộ tỉnh Ninh Bình 1930-2020 là công trình khoa học được nghiên cứu, biên soạn, tiếp thu, chỉnh sửa cẩn trọng, công phu, tuân thủ chặt chẽ các quy trình, quy định và đến tháng 12 năm 2023 đã hoàn thành việc in ấn xuất bản với số lượng 1.500 bộ. Trong quá trình triển khai xuất bản bộ sách, Ban biên tập, Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia Sự thật, đơn vị phối hợp thực hiện cũng đã tiến hành rà soát, chỉnh sửa, đối chiếu các văn bản, sự kiện lịch sử, nhân vật, địa danh được đề cập trong bản thảo với các sách, tài liệu chính thống đã xuất bản nhằm bảo đảm tính chính xác, tính khoa học và tính logic của bộ sách. Việc tái hiện lịch sử Đảng bộ tỉnh thông qua bộ sách lịch sử Đảng bộ tỉnh Ninh Bình với một khối lượng đồ sộ thông tin sự kiện trong khoảng thời gian 90 năm 1930-2020 là một việc làm vô cùng quan trọng và mang nhiều ý nghĩa. Phát biểu chỉ đạo tại buổi lễ, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Đoàn Minh Huấn, Trưởng ban chỉ đạo tái bản và nghiên cứu biên soạn xuất bản lịch sử Đảng bộ tỉnh trân trọng cảm ơn sự tâm huyết tham gia đóng góp ý kiến quý báu của các đồng chí nguyên lãnh đạo tỉnh qua các thời kỳ, sự đồng hành phối hợp của các cơ quan đơn vị trong tỉnh, sự phối hợp hỗ trợ về mặt chuyên môn của Viện Lịch sử Đảng, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh và Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia Sự thật vào quá trình nghiên cứu biên soạn và phát hành bộ sách. Đồng thời ghi nhận và đánh giá cao Hội đồng biên soạn, nhất là các đồng chí lãnh đạo, cán bộ, công chức cơ quan Ban tuyên giáo Tỉnh ủy, cơ quan thường trực Ban chỉ đạo và Hội đồng biên soạn đã nghiêm túc trách nhiệm bám sát các phương pháp nghiên cứu của khoa học lịch sử, công phu kỹ lưỡng khoa học trong quá trình nghiên cứu chỉnh sửa và biên soạn bộ sách. Nhấn mạnh vai trò quan trọng của công tác biên soạn, xuất bản lịch sử, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy cho rằng, nhận thức về lịch sử là nhu cầu khách quan của con người, nhằm biết rõ hơn về nguồn cội thông qua việc biên soạn, xuất bản lịch sử, nhằm thống nhất về nhận thức hành động, đồng thời đúc rút kinh nghiệm, tạo nền tảng, động lực, xác định tầm nhìn, xu hướng cho chặng đường phát triển trong tương lai. Đồng chí khẳng định.
Bộ sách lịch sử Đảng bộ tỉnh Ninh Bình từ năm 1930 đến năm 2020 là tập đại thành tổng kết những chặng đường lịch sử vẻ vang của Đảng bộ, ghi lại những dấu mốc trọng đại và đúc kết những bài học lịch sử có giá trị thực tiễn sâu sắc. Là tài liệu quan trọng phục vụ cho công tác nghiên cứu tuyên truyền giáo dục truyền thống lịch sử, góp phần nâng cao lòng tự hào về truyền thống vẻ vang của Đảng bộ tỉnh. Bên cạnh đó, việc xuất bản phát hành bộ sách cũng đáp ứng nhu cầu tìm hiểu của độc giả trong và ngoài tỉnh về lịch sử tỉnh Ninh Bình nói chung và lịch sử Đảng bộ tỉnh Ninh Bình nói riêng. Thời gian tới, để lan tỏa giá trị to lớn sâu sắc của bộ sách, sớm đưa bộ sách đến với đông đảo cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân trong và ngoài tỉnh, tôi đề nghị các cơ quan, đơn vị tập trung thực hiện một số nội dung sau. Một là Ban tuyên giáo tỉnh ủy chủ trì phối hợp với các cơ quan đơn vị có liên quan khẩn trương phát hành đúng đủ số lượng sách đến các đối tượng đã được thường trực tỉnh ủy phê duyệt. Hai là ngay sau lễ ra mắt bộ sách, đề nghị Ban tuyên giáo tỉnh ủy chỉ đạo các cơ quan truyền thông báo chí và các cơ quan liên quan đẩy mạnh tuyên truyền về bộ sách bằng nhiều hình thức phong phú, thiết thực, phù hợp, đồng thời khẩn trương số hóa bộ sách đăng tải trên cổng thông tin điện tử Đảng bộ tỉnh, góp phần nhanh chóng lan tỏa giá trị, nội dung cốt lõi của bộ sách đến đông đảo cán bộ, đảng viên và nhân dân trong và ngoài tỉnh. Ba là các huyện ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc tỉnh ủy, các cơ quan đơn vị trong tỉnh gắn việc tuyên truyền giới thiệu nội dung cốt lõi của bộ sách vào sinh hoạt của cấp ủy, sinh hoạt chi bộ, sinh hoạt chi hội, chi đoàn, qua đó giúp cho cán bộ đảng viên nhận thức sâu sắc hơn vai trò, sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng bộ tỉnh và những thành tựu Đảng bộ, quân và dân Ninh Bình đã đạt được qua các thời kỳ. Bốn là trường chính trị tỉnh, trung tâm chính trị các huyện, thành ủy nghiên cứu biên soạn tài liệu giảng dạy trong các chương trình đào tạo bồi dưỡng, Sở Giáo dục và Đào tạo chỉ đạo các trường học trên địa bàn tỉnh nghiên cứu bổ sung bài giảng giáo dục lịch sử Đảng bộ địa phương trong nhà trường. Năm là giao Ban tuyên giáo tỉnh ủy thường xuyên quan tâm rà soát, chất lọc, tiếp thu ý kiến của cán bộ, đảng viên và nhân dân, đặc biệt là ý kiến của các bác, các đồng chí nguyên lãnh đạo tỉnh các thời kỳ, các đồng chí lão thành cách mạng trong và ngoài tỉnh để tiếp tục cập nhật dữ liệu, tái bản bộ sách phù hợp với tình hình thực tế của địa phương và từng giai đoạn lịch sử. Đồng chí Bí thư tỉnh ủy cũng tin tưởng bộ sách sẽ là tư liệu quý giúp cấp ủy, chính quyền, cán bộ, đảng viên nghiên cứu, vận dụng hiệu quả và công tác xây dựng đảng và xây dựng hệ thống chính trị, góp phần thực hiện tốt các nhiệm vụ của tỉnh trong giai đoạn tiếp theo. Tại lễ ra mắt, các đồng chí thường trực tỉnh ủy đã trao tặng bộ sách lịch sử Đảng bộ tỉnh Ninh Bình cho các đồng chí nguyên thường trực tỉnh ủy, nguyên ủy viên Ban thường vụ tỉnh ủy, các đồng chí bí thư các huyện, thành ủy, đảng ủy trực thuộc tỉnh. Với hơn 1.000 trang, bộ sách lịch sử Đảng bộ tỉnh đã tái hiện sinh động các chặng đường phát triển, những nỗ lực hy sinh và cống hiến của Đảng bộ và nhân dân toàn tỉnh cho sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc từ năm 1930 đến năm 2020. Trong đó, tập 1 gồm 312 trang tái hiện chặng đường từ năm 1930 đến năm 1975 là quá trình Đảng bộ tỉnh lãnh đạo nhân dân tham gia thực hiện thành công cách mạng tháng 8 năm 1945 và hai cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ. Chặng đường này ghi nhận những nỗ lực hy sinh và cống hiến của Đảng bộ và nhân dân toàn tỉnh, vừa dốc sức cho kháng chiến thắng lợi, vừa nỗ lực tập trung sản xuất, đảm bảo cơ sở vật chất, kỹ thuật của chủ nghĩa xã hội, góp phần giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước. Tập 2 gồm 242 trang tái hiện chặng đường từ năm 1975 đến năm 2000 với những dấu mốc quan trọng: tỉnh Ninh Bình sáp nhập cùng tỉnh Hà Nam thành tỉnh Hà Nam Ninh 1975-1992, tỉnh Ninh Bình được tái lập từ năm 1992. Đây là quá trình Đảng bộ tỉnh lãnh đạo nhân dân thực hiện nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa, vượt qua khủng hoảng kinh tế xã hội, bước đầu thực hiện đường lối đổi mới, công nghiệp hóa, hiện đại hóa quê hương, tạo nền tảng để Ninh Bình có bước phát triển nhanh và bền vững trong giai đoạn sau. Tập 3 gồm 486 trang với 2 chương, 11 mục, tái hiện chặng đường từ năm 2001 đến năm 2020 là quá trình Đảng bộ tỉnh lãnh đạo, chỉ đạo nhân dân đẩy mạnh công cuộc đổi mới và tiến hành hội nhập quốc tế, thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng, an ninh, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong 20 năm đầu thế kỷ 21. Trong đó có nhiều thành tựu về phát triển kinh tế xã hội, nổi bật là du lịch, dịch vụ, gắn tăng trưởng kinh tế với phát triển bền vững. Bộ sách lịch sử Đảng bộ tỉnh Ninh Bình được xuất bản và phát hành là tài liệu quý phục vụ cho việc nghiên cứu phát triển lý luận lịch sử Đảng, đồng thời là tài liệu quan trọng giáo dục truyền thống, giáo dục lịch sử đối với cán bộ, đảng viên và nhân dân, đặc biệt là đối với thế hệ trẻ trong việc giữ gìn và phát huy truyền thống cách mạng, tiến hành đổi mới và phát triển nhằm xây dựng tỉnh Ninh Bình ngày càng giàu đẹp, văn minh.